Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị nha. Hôm nay ngày 11 em lên video hơi trễ chút xíu nha, chắc phải hơn 8 giờ mới lên video này nha. Thì nếu mà mọi người xem trễ quá, ngày mai có xem được thì cứ gọi cho em bình thường ha. Tại vì đang trễ như vậy thì khả năng là đa số là ngày mai mới xem được thôi, chứ buổi tối là mọi người ngủ rồi, 8 giờ mấy 9 giờ mới lên thì rất là khó để tiếp cận được mọi người ha. Rồi, số điện thoại của em vẫn là số cũ 0961063939. Em tên là Trực nha. Mọi người có thể gọi điện thoại hoặc gọi qua Zalo hoặc nhắn tin. Thì mọi người lưu ý là nhắn tin á thì có thể là nó bị trôi. Thì em sẽ đang nghe cuộc gọi mà có tin nhắn tới em sẽ bị trôi thì không có thấy được tin nhắn. Đó, thì nhiều lúc mà mọi người nhắn rất là sớm nhưng mà có cuộc gọi thì trôi tin nhắn thì em không có đọc được. Nên là mọi người nếu mà muốn chốt nhanh á thì gọi điện thoại là chắc cú nhất. Nó cứ gọi điện thoại, ok em chốt. Chứ mọi người nhắn tin xong rồi cái tin nhắn nó trôi qua là người ta gọi sau nhưng mà lại người ta lại mua được một hồi coi lại tin nhắn thì mới thấy, thì lúc đó là bạn đã chốt rồi. Đó, lưu ý là cái cuộc gọi thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, hôm nay thì em cũng lên được một ít mặt hàng ha, hàng mới hàng cũ cũng có đủ hết. Banh me, máy tiện mini, mâm chia, mâm cặp. Đó, rồi mâm cặp nhỏ, mâm cặp mà nhỏ không à, một cái thước đo góc, rồi thước lá thì thước lá khá là nhiều nên là hôm nay lại bán thước lá với lại muỗng khoan Cuban. Thước lá thì em bán là 300.000, xin lỗi mọi người nha, mà 3 cây 100.000 mà 10 cây là 300.000 nha. Mọi người mua 10 cây thì giảm được 50.000, được 30 mấy ngàn. Thước lá của Nhật thì ở đây người ta có ghi cái dòng chữ này, có nghĩa là cái bằng sáng chế nó sẽ không rơi ra túi của tôi. Đó, nó sẽ không rơi ra túi của bạn. Đây là cái bằng sáng chế ha. Thì nó sẽ có cái móc như vậy nè, để mọi người dắt vào cái túi áo á. Là cái dòng chữ này nè. Dịch Google ra thì nó sẽ ra cái dòng chữ này là như vậy ha, bằng sáng chế. Thước này là thước mới 100% nha. Em lấy một cây này ra để test thôi, để test cái độ dẻo, độ cứng của nó, độ đàn hồi của nó thôi. Thước thì hàng mới, chưa có sử dụng nha. Tất cả đến mọi người là đều là hàng mới chưa dùng hết nha. Đó, nó sẽ có một cái thước và cái bao nó bọc lại như vậy. Rồi, trên cái bao này nó có sẽ có ghi cái công ty, cái trang web công ty ha, Mogi. Rồi, cái thước thì mặt trước thì nó có vạch ha, một bên nó chia theo một vạch là một ly, còn bên này nó sẽ có vạch nhỏ là nửa ly. Tổng cái chiều dài mà nó đo á là 15 ly, còn tổng cái chiều dài của cái thước luôn là 17 ly rưỡi. Đó. Mặt sau á thì nó có cái mộc này là mộc nội địa Nhật nha, mộc cơ khí công nghiệp Nhật Bản, mộc zit ha. Ở bên dưới này là quy đổi phần in in ra hệ mét ha, quy đổi đến phần 32, 31 phần 32. Rồi bên dưới này là cái quy cách để mình khoan, quy cách khoan lỗ để taro á. Đó, để cho mọi người tìm cho nhanh. Thì thước này là thước kỹ thuật dành cho những ngành kỹ thuật, thì nếu mà mình làm cơ khí hoặc là mình làm kỹ thuật thì chắc chắn sẽ có những cái thước lá như vậy để mình đo tức thì. Nói chung là lúc nào cũng phải xách theo một cái thước cặp. Đó, mình sẽ đo những cái đơn giản như là cái mâm cặp hoặc cái gì đó mà mình muốn đo nó bao nhiêu thì mình sẽ đo bằng cái này. Hoặc lấy phôi, đo phôi thô. Đó, rất là nhiều công dụng ha. Một cái đặc biệt đó là cái vật liệu của cái thước này á, thì nó là thép cứng ha. Nó vẫn hít từ nha, cái này là hít từ. Nó không phải là inox, cũng không phải là nhôm. Nó hết từ ha, thì cái độ đàn hồi của nó rất là ghê. Đó, em bẻ cong nè, mình không cố tình bẻ sát như vậy thì nó gãy ha, mình nắm hai đầu hay bẻ cong thì nó sẽ trở lại như ban đầu, và tất nhiên nó sẽ không có thẳng như ban đầu, mình phải uốn lại sơ sơ thì nó sẽ thẳng lại ha. Đó, thì nó thẳng lại đi, nó không có bị thay đổi hình dạng gì hết. Đó, thì cái thước Nhật người ta làm á nó rất là hay ở điểm đó là cái vật liệu rất cứng nha. Đây là thép cứng.
nó thì sau khi mình bẻ thì nó trở lại ban đầu đó, mình nắn nắn lại là nó thẳng lại đó, thẳng tắp. Thì cái cây thước này là em lấy ra để em dùng, em test cho mọi người xem luôn. Còn những cái thước mà tới tay mọi người nó sẽ như vậy, trong bọc như vậy, rất là nhiều nhé, số lượng vài ngàn cây lận. Nên là mọi người mua số lượng nhiều thì liên hệ nha, mọi người mua để về để bán lại hoặc là bán tại cửa hàng gì đó. Thì thực tế cái thước này em đang bán nó khoảng tầm 30 ngàn một cây. Thì ở ngoài thị trường á là rẻ nhất là 65 ngàn một cây, ở Shopee á bán á 65 ngàn một cây. Trong khi đó là nó sẽ không có cái tai móc này nha, nó chỉ là một cây thước thẳng thôi đó, một cây thước thẳng nó có cái lỗ như vậy thôi đó, chứ nó không có cái móc này để mình gắn vào túi áo ha. Thì cái loại này nó sẽ đắt tiền hơn á, còn nhiều trang web bán tới 100, 150 cũng bình thường đó. Thì cái này mọi người mua về để bán lại cũng rất là hay, cũng rất là nhiều người mua số nhiều nha. Rồi mã số 2, mã số 2 đây là mũi khoan Cuba, nên bữa giờ em bán cũng khá là nhiều thì cũng còn một ít à, bán cho hết luôn. Thì đây là mũi khoan Coban của hãng Bitun nha, Bitun. Mũi khoan này có ký hiệu là HSCO, thì nó là HSS pha với 5-8% Coban. Em đang nhập về ở đây á, là mũi khoan có những size như là 4.3 nè, 5.2, 6.8 và 8.6 là những cái size này để mình khoan, sau đó mình taro ren ha, taro ren bước M5 này, M6, M8, M10 là bốn bốn bước ren cơ bản ha. 4.3 là dùng cho M5 bước 0.8, 5.2 là M6 bước 1 và 6.8 là M8 bước 1.25, 8.6 là M10 bước 1.5. Đó thì em đang bán ở đây một combo như vậy là 8 cây 320 ngàn, tính ra nó khoảng 40 ngàn một cây. Nhưng thực tế mọi người đi mua một cái cây mũi khoan như vậy nè, mà Nachi nha, Nachi thép gió thôi, thì ở ngoài thị trường nó cũng phải là 60 ngàn rồi. 60 ngàn, phải biết chỗ mua nha, mới mua được giá 60 ngàn, còn không là không, không tìm được hoặc là không có nha, hoặc là giá nó cao nha. Đó thì cái mũi khoan Nachi nó sẽ không có bằng cái mũi khoan này được đâu mọi người ạ. Tại vì em đã khoan test rồi, hôm nay thì em không có test, chắc hôm nào phải test lại video. Thì với cái inox mà 5 ly á, là khoan bằng cái này qua ngọt ngào nha, ra cái nét, cái mũi, cái lỗ khoan rất là đẹp. Còn cái mũi khoan Nachi kia nó cũng khoan được, nhưng chỉ được một hai lỗ là cái mũi khoan nó nóng lên nó cháy à. Còn cái thằng này là nó khoan ngọt luôn nha. Đó, nên là cái này thì hàng tốt, nên là em nhập về để bán thương mại ha. Thì nếu mọi người tin dùng thì mua ủng hộ. Loại này thì để khoan taro ha, chứ em không có nhập những số tà la. Rồi mã số 3, ở đây em cân là 5 kg ha, mũi khoan 5 kg 1.250.000, 1.250.000 trên 5 kg thì tính ra khoảng 250.000 ký đó. Thì mũi khoan này cũng đa số là mũi đẹp không à, có một vài cái mũi nó đen đen như vậy, đen đen như vậy, nhưng mà cái mè nó cũng còn trắng trong nha, không có bị rỗ không mẻ, chỉ có cái phần bên trong thoát khôi thì nó không ảnh hưởng gì hết, mọi người khoan để thoát khôi thôi. Rồi trong đây thì em đếm thử là 2 4 6 8 10 12 14 cây, 14 cây khoan 5 kg. Thì trong đấy cái cây bự nhất là cái cây này 31.5 nha. Trên đầu này người ta khoa mài để mình khoan mồi á, thì nếu mà mọi người không thích mà khoan mồi bằng cái này thì mọi người cắt đi và mài lại, thì tính cái phần me mà còn thôi ha, 150. Tiếp theo là cái cây này là cây 29 ly, me nó dài 100. Con số 3, hai cây con số 3 ha. Và tiếp theo là một cây con số 3 tiếp 28.2, me dài 125. Cây này thì nói chung là đẹp, tầm 80-90% luôn, me bóng loáng. Rồi cái cây nhỏ tiếp theo là cây 24 ly. Cây này thì nhìn nó hơi cũ cũ thôi, nhưng me nó cũng còn tương đối ha, chung được 105. Cây này là con số 2, 23 ly, mê dài 125-150 đúng không? Rồi cây này là cây nó có hai me, hai me để mình khoan nó giảm cái nó giảm lực phôi lại ha.
thì cái mũi khoan chỗ này nó là 14 ly, cái phần đầu nè, me nhỏ ở trong là 14 ly và cái me ngoài là 20 ly. À, hoặc là mình muốn khoan bọc cũng được. Đó. Thì tùy ý ha. Cái này là đó, Gurin của Đức nha. 20 x 14. Rồi, cây nhỏ tiếp theo là 17.8. Me ngắn nha, me nó chỉ có 70 thôi. Một cây này là 14.5 của hãng The Cut. Me dài 95. Cây này là 15 ly. 15 ly ha, me dài 95 luôn. Hai cây nó cùng hãng. Cây này 13.7. Me nó dài 115. Me cây này cũng tương đối đẹp. Rồi một cây này 10 ly nhân cho 13 ly, có nghĩa là cái đầu nhỏ trên này người ta mài, người ta làm cái mài nhỏ để khoan mồi á, 10 ly nhân 13 ly. Đó. Vật liệu M42. Nachi 13 ly rưỡi. Me nó dài 90. Nachi 13 ly 0. Me dài 95. Và cây cuối cùng là cây 14 ly đúng. Me nó dài 80 à. Đó, nguyên một cái khay này là 5 ký. Cái này thì em đang bán là 1.250.000. Đó, 250.000 ký ha. Một bản như này đi. Rồi, tiếp theo. Cái bộ ban me này nó sẽ từ là 0 cho đến 150 nha. Cây lớn nhất là cây 150 là cây này. Cây 25, cây 125 cho 150, còn cây nhỏ nhất là cây 025. Thì em sẽ cho mọi người xem từng cây nha. Nói chung cái bộ này nó cũng tương đối đẹp. Cái này thì em đã vệ sinh qua rồi. Và xử lý dầu mỡ trong đây hết rồi, nhẹ nhàng ha. Đó. Thước thì đo nhẹ nhàng. Đầu đo hợp kim đầy đủ nha, không có mẻ. Trước sau 0.25. 25 đến 50. 25 50 ha. Rồi cái này là cây 50 75. Sơn nha, sơn bột. 50 đến 75 ha. Rồi đến một cây là 75 đến 100. Đó. 75 đến 100 ha. Rồi đến cây này là cây 100 đến 125. Nhưng cái những cây này là em đã vệ sinh hiệu chuẩn rồi ha. Vậy mọi người chỉ việc đo thôi. Thì cái này là cây 125 đến 150. Đó, rất là nhẹ. Số rõ nét hết nha, không có cái số nào mờ hết. Vạch là không có tróc, không có mờ. Thước thì cũng tương đối ha. Rồi cái này á, thì em sẽ có thêm 3 cái dưỡng kiểm. Để kiểm được 6 cây dưỡng, cây thước này ha, thì nó sẽ có là 25, 75 và 125. À, sẽ có 3 cái dưỡng nha. Thì nó sẽ có 2 cây sử dụng chung một dưỡng. Đó là cây 125 đến 100 đến 125, 125 150 thì mình sẽ dưỡng chung cái dưỡng là 125. Đó. Rồi hai cái cây mà 50 đến 100 nè thì mình sẽ dưỡng cái dưỡng 75, cái dưỡng ở giữa ha, một cây dưỡng mắt và cây dưỡng min. À, còn cái cây 25 này thì mình dưỡng dưỡng 25. Còn cái cây 0 này thì mình dưỡng, mình xét về 0 là để kiểm tra, hoặc là mình dưỡng vào cái dưỡng 25 đều được. Đó thì chỉ cần 3 cái dưỡng là mình sẽ kiểm tra được 6 cây thước luôn. Chứ không cần cấp 5 dưỡng ha. Tại vì cái thước này em mua là nó không có dưỡng. Thì vẽ cấp thêm vô để cho mọi người về dùng ha. Thì một bộ này em đang bán là 2.2 triệu ha. 2.2 triệu cho 6 cây banh me này. Thì tính ra mấy cây lớn này thầm tầm 400.000 một cây. Còn hai cây nhỏ này là 300.000 cây. Nhưng mà không có bán lẻ. Em đang ưu tiên bán cả bộ ha. Nếu như mà không có ai mua bộ thì bữa sau em sẽ bán lẻ. Đó. Thì những cái thước này là thước Mitotoyo Nhật hết nha. Bao không có chạy số, dưỡng kiểm ok ha.
đó, và đo nhẹ nhàng để mọi người dùng nhé, một bộ full luôn từ 0 đến 150 luôn. Rồi tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 ở đây là một cái ban me. Ban me cũng Mitutoyo, ban me này đời mới nha. Thì loại này nó là 50 đến 75 và cái dung tích là 0.001 và 1 phần ngàn ha. Thì đời mới thì nó sẽ dùng cái cốc, nó là cái lá thép quấn quanh gì nè. Mình vặn ngược thì nó sẽ giữ ha. Mạng tới thì nó sẽ nhảy, nếu mà nó khi mà nó chạm với điểm rồi thì nó nhảy, đó, nó cọc 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 như vậy ha. Thì cái cây này đo nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, đo ra vô rất là nhẹ nhàng ha, quay vào màu luôn á. Thì khi mình cầm, mình sẽ cầm vào cái vòng mà nó xoay như vậy nhé, không có cầm vào đây mà cũng không cầm vào cái núm nhỏ này, cầm vào cái giữa này nè, cầm vào cái giữa này nhé, không cầm núm nhỏ này. Rồi đó, đo thì rất là nhẹ nhàng. Rồi và cái phần ngàn á thì mình sẽ xác định ở trên đây từ 0 đến 0 đến 10 nè. Thì nói chung vạch nào mình sẽ tính vạch đó ha. Ví dụ như bây giờ nó đang là 70 71.667 nè. Nhưng mà nó sẽ nhích nhích qua một xíu rồi. Thì cái vạch số 2 nó đang trùng thì mình sẽ đọc là 70.672. Đó. Vạch số 3 thì chưa tới. Vạch số 2 là trùng nhất ha. Thì nó rất là dễ đo thôi. Phần ngàn thì mình cứ nhìn theo vạch là mình tính thôi ha. Còn nếu không có cái vạch kia thì nó chỉ là phần trăm thôi. Đây ví dụ như cái thước mà nó không có cái vạch phụ ở đây thì nó là phần trăm thôi, mình chỉ đo được tới phần trăm, đọc được tới phần trăm thôi. 47.23, gần 23 nè. Đó. Còn phần ngàn thì nó sẽ có thêm cái vạch để mình đọc được cái số phần ngàn luôn. Và cái thước này là 600.000 đồng nha. Cái hộp thì nó bị bể một góc bên đây nè. Rồi đến mã số 6. Số 6 là một cái máy mài hơi, máy mài khí nén. Cái máy này thì mình dùng để gắn những cái viên đá, viên đá nhỏ như vậy nè. Đó, để mình gắn lên máy tiện hoặc mình mài, hoặc là mình dùng để mình cầm tay mình mài cũng được, hoặc là mình gắn vào cái nỉ đánh bóng, hoặc là gắn vào cái gắn cái đánh cước á, cái gọi là cái bánh lông bằng sắt mà để đánh cước á, thì để mình vệ sinh ha. Thì cái máy này nó khá nhẹ, nó là tầm ký hơn ký à. Con này cũng Nhật nha, tốc của nó là 7.600. Cái cố của nó 12.7, nó sử dụng viên đá nè, 125 x 19 x 12.7. Thì mình tìm đúng viên đá đó mình mua sẽ gắn là sẽ vừa, 125 x 19 x 12.7 hoặc đá nhỏ hơn cũng được, miễn sao cái cốt này nó vừa, cái cốt này nó vừa được rồi. Còn cái này thì muốn ấy thì mình dùng lông đèn thêm ha. Thì cái máy mài này em đang bán là 800.000 nha. Thì nếu mà mọi người muốn mài lỗ ở trên máy tiện á, thì mình chế một cái cổ dê mình kẹp lên giống như cái cán dao vậy, nhưng mà có cổ dê kẹp vô đây là sẽ mài được nha. Đó. Kẹp cứng là mài thôi. Sử dụng khí nén nha. Đó. Nó chỉ có hai cái là tắt mở thôi, không có điều tốc nha. Đó. Điều tốc thì mình vặn nhiều thì nó ra hơi nhiều thì nó sẽ xoay nhanh hết cỡ, tắt thôi. Đó. Cái này 800.000 nha. Đến mã số 7 ha. Mã số 7 là một cái thước đo góc. Đo góc nghiêng. Đo góc nghiêng thì hoặc là gọi là đo cân bằng mực nước ha. Mở lên. Rồi sao nó không lên nữa đây. Đó. Đó, nhưng bây giờ đang là gần ok rồi ha. Đó, ok. Nói chung là cái sàn nhà em nó cũng tương đối là chuẩn, là những cái tấm này để nó cũng chuẩn. Bên dưới này nó sẽ có hai cái chỗ mà để hít từ, khi mà mình bỏ lên
mình muốn cân máy phay hoặc là mình cân cái gì đó mà mình muốn đo nó có góc nghiêng không đó, thì mình gắn lên thì nó sẽ có cái bốn cục từ này nó hít lại nè đó. Rồi ở đây thì nó sẽ có những cái nút nè, cái nút này là nút còi thì nó sẽ báo khi mà gần về cái mực zero thì nó sẽ báo này, ví dụ như em nhấn nha. Đó, có nghĩa là gần tới ha. Đó, khi mà nó không thì nó sẽ tít hoài luôn. Còn ví dụ như nó lên. Rồi, nó không có đang cân bằng thì nó sẽ không có kêu gì hết, nhưng mà nó sắp bằng á thì nó sẽ kêu. Nó sắp bằng. Bắt đầu nó kêu từ từ ha. Gần tới thì nó sẽ kêu kêu từ từ. Càng càng gần tới thì nó càng kêu nhanh. Đó, càng gần tới nó càng kêu nhanh. Và nếu mà nó zero là nó sẽ im luôn. Đó, nếu mà zero là nó kêu không ngừng luôn nha. Nó còn lệch có 0.05 độ. Đó. Tắt đi. Đó, còn này là chỉnh cái vị trí nhớ nè. Cái đó em cũng rành lắm. Còn cái này, cái nút này, mm, độ và phần trăm thì nó sẽ có là, ví dụ như nó xác định là phần trăm, cộng bao nhiêu phần trăm, 0.1%. Đó, rồi bấm thêm một cái nữa thì nó sẽ qua mét. Còn 1 mm ha. Đó. Nhích lên, nó sẽ báo. À, mình hay dùng nhất là dùng cái độ thôi ha. Hay dùng nhất là bao nhiêu độ đó, góc nghiêng bao nhiêu độ. Rồi. Còn cái nút bên này là cái nút dừng. Ví dụ như mình đo đang xác định cái góc này một đó, dừng lại. Thì nó dừng lại ha. Nó sẽ ra kết quả. Cái này là của hãng SK Nikatashiki nè. Có cái mã số DB90 thì cái này nếu mà ở Việt Nam mình mua chắc tầm khoảng gần 10 triệu nha. Việt Nam mình mua hãng á, thì gần 10 triệu. Đó, đằng sau này nó sẽ có lông có thông số ha. Và nó sử dụng pin đây ha. Đó, nó có một cái viên pin 9V. Pin 9V này ra ngoài siêu thị mua có nha. À, lưu ý là những cái thiết bị điện mà sử dụng bằng pin đó thì nếu mình không dùng lâu thì mình sẽ tháo cái pin ra để tránh trường hợp nó bị chảy axit và nó làm hư mấy cái chân tiếp nối nha. Rồi cái này thì em đang bán là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cho một cái thước này. Chiều dài của nó là 170, ngang là 45 nha. Đó, cái này nó cao khoảng 70, nó có từ nha. Đó, nó hết cũng khá mạnh nha. Rồi 2,5 triệu mã số 7. Mã số 8 thì bữa cái này em bán rồi, con khách kia trả giá nên em không bán nữa, để lại luôn hả. Rồi cái này thì nó sẽ có cái bộ áo này để mình gắn cái dao cắt vô đây. Thì cái kích thước của cái này nó là 23 nha. Thì đúng của nó là hình như 25 á, nhưng mà người ta phay xuống rồi ha. Nó còn là 23. 23. Đó. Rồi, thì cái dao này mình sẽ nhét ở đây ha. Thì bốn con dao này đều nhét vừa hết. Thì nó sẽ có tổng cộng là mấy cái lưỡi đây, cái này là 2 ly nè. Của Mitsubishi nè, lưỡi cắt 2 ly. Cái này chưa có sử dụng luôn nè, còn dán miếng giấy ha, chưa sử dụng. Hôm bữa thì không có cái miếng này nha, miếng này mới về. Hôm bữa là chỉ có ba cái này thôi. Đó, không có cái này, bữa nay có thêm cái này. Rồi, cái lưỡi cắt này là lưỡi cắt 2 ly nè. Lưỡi cắt 2 ly. Cắt đứt nha. Của hãng XK này. Cái con da cái này là để mở con dao ha. Mở và lắp dao thì dùng cái đó để nạy lên. Rồi cái này thì là 3 ly. Dao cắt 3 ly của XK luôn.
Nói chung nghe cái này là em cắn cái đây nè, nên nó có cái reset này, nên nó hơi xấu đó, nhưng mặt này đẹp nè. Cái này em bữa vào gắn cái đây nè, nó bị vậy. Rồi đây là một cái lưỡi cắt, cái này đặc biệt nó là cái lưỡi cắt này nó bằng hợp kim nha, hợp kim nguyên khối đó. Thì cái lưỡi cắt này cắt khi mà mình cắt cắt dài á, những cái đường kính lớn á, thì nó sẽ nó cứng, nó đỡ rung hơn, đỡ rung lắc hơn đó, mà rất là cứng. Này là bằng hợp kim nha, Sumitomo. Thì riêng một cái miếng này không á, nó sẽ hơn cái giá trị em bán ở đây, nó sẽ hơn giá trị em bán đây nhiều luôn nha. Một cái miếng dao này không nè, nếu mà mọi người mà hay tìm hiểu trên trên mạng á, thì cái lưỡi cắt hợp kim này nó rất là đắt tiền đó. Rất là đắt tiền ha. Rồi nó sẽ có thêm 10 cái viên chip cắt của cái dao này luôn. Thì bốn con dao này dùng chung chung một cái size chip, nhưng mà nó khác cái độ dày thôi, khác cái độ dày chip thôi, 1 2 3 4 ly. Thì cái dao này nó là 4 ly nha. À, không phải, tiếp đó thôi. Không phải đâu. Em nhớ là 4 ly hay là 3 ly gì. Nó là 2 ly 35, mà chiều dài của nó chỉ có 2 ly 35 36 thôi nha mọi người nha. Thì gắn cái lưỡi cái viên chip này là chip 3 ly, tại cái này nó dán này không có thấy được ha. Đó thì nó có hộp chip đây 10 viên đây, và cái mở ha. Thì nguyên cái bộ này nó sẽ có bốn cái lưỡi cắt này, 1 2 3 4, và cái module này để mình kẹp lên, kẹp cái lưỡi cắt này vào đây rồi mình mới gá lên máy tiện mình cắt được ha. Thì phải có cái cục này mới sử dụng được, còn bốn cái lưỡi cắt này không mà cũng không dùng được, bắt buộc phải có cái này. Thì khi mình lắp vào mình sẽ siết cái ngóc này cho nên nó bám xuống ha. Đó thì mã số 8 là 2,2 triệu nha, nguyên một bộ này 2,2 triệu. Cái này chỉ có một bộ thôi nha, đó giờ em bán là về lần đầu tiên đó. Về đầu tiên là do cái lưỡi gạt ba này nè, chứ lưỡi sắt này thì nhiều, nhưng mà cái lưỡi gạt ba này nó rất là hiếm nha. Có khi mọi người đi tìm có tiền cũng không mua được cái này đâu ạ. Nói thiệt, cái này là nói thiệt á. Có khi có tiền đi tìm cái này mua cũng cực. Cái lưỡi cắt rất là bằng gạch ba á. Là lần đầu tiên em mua được đó, chứ không phải. Thì đó giờ chưa thấy, bữa nay mới gặp nó lần đầu. Rồi, mã số 9 là một cái mâm Victor. Cái mâm này đường kính là 80 nha. Đường kính mâm là 80. Kobayashi. Đó, Victor Kobayashi. Mâm là mâm mỏng nha, mâm mỏng. Dùng cho mini nha. Thì cái thông lỗ này là 20, thông lỗ 20 ha. Đó. Đường kính của cái mặt bit này là 42. Nó sẽ có 3 cái lỗ để mình bắt ốc ha. Đó. Victor thì mâm này cũng đã dùng rồi. Nói chung là cái loại mâm này á, thì cháu nó rơ nha. Cái mâm này, cái loại mâm mà mâm mỏng mà cháu lật này nè là cháu nó rơ. Tại vì cái cháu này là cháu lật mà. Cháu lật nha. Đây nè, cái hướng phải á, thì mình cứ theo cái số nha. 1 vô 1, còn nếu mà lật ngược lại thì 3 nó sẽ nhảy qua đây. Con này nhảy qua đây. Còn con số 2 thì dĩ nó có thay đổi đầu thôi ha. Đó. Thì đây, để em xoay ra cho mọi người xem cái tại sao mà cái mâm này bắt buộc phải rơ. Tại vì cái phần bắt ở dưới này nè, nó là hình giống như hạt đậu vậy, chứ không phải là hình vòng cung. Đó, nè. Bình thường á, cái cháu mà cháu bổ thì nó sẽ hình này nè. Đó. Còn cái này thì nó sẽ có hai mặt luôn, nên cái tiếp xúc nó sẽ hở ha. Nên là cái cháu này bắt buộc nó phải có độ rơ nha. Mâm này bắt buộc phải có độ rơ. Và mình muốn siết mâm vào hoặc là mở mâm ra thì mình sẽ dùng hai cái cây ti mà lỗ nó khoảng tầm 4,5 ly gì đó, bỏ dưới đây thì mình vặn đây ha. Đó. Mâm mini nha. Thì cái này chủ yếu người ta gắn lên máy đo lường, những cái chi tiết nhỏ máy đo đa số là em thấy trên máy đo không tròn nè. Đó, hoặc là máy tiện mini mà loại để mình dùng tiện những cái đồ chính xác, dùng mâm này. Cái con mâm này mới nó cũng rơi vào tầm 20 mấy 30 triệu nha. Mâm này nè, hàng mới của nó.
không có dưới 26 triệu đâu nha. Mâm ta 80 này nè, thì nó có những cái size như là 63, 80, 100, trong đó thì tự trở lên, nhỏ nhất là 63, tiếp theo là 80, tiếp theo là 100. Đó. Cái mâm này là 2,5 triệu nha. Mã số 10 là một cái mâm chia đứng nằm. Mâm chia này là mâm chia chậm nha. Nó sẽ không có cái chế độ bẻ ra để mình xoay mâm nhanh, mà mình bắt buộc phải quay tay nha. Em sẽ lấy một cái gì kia lên tại vì cái một xíu nha. Lên cái này cho mọi người dễ xem nha, tại vì cái dòng này nè nó bự hơn nên nó sẽ kê cái đít lên mình không quay được ha. Thì lúc mà mình gắn lên máy thì cái này nó sẽ lò ra ngoài nha, nó sẽ ra ngoài, lò ra ngoài cái bàn chữ tập chữ thập. Mình sẽ kéo ra đây tí nha. Đây, cái mâm này em đang bán với giá là 3 triệu nha, 3 triệu, mâm của hãng New. Từ mọi người, em sẽ cho mọi người xem nha, nhắc có lên nè. Căng thử đi. 26 kg. Không, cái mâm chia không là 26 kg nha. Nó mà mọi người gắn cái mâm tắc chính vô nữa, nó rơi vào tầm 12-13 kg nữa thì nó tầm khoảng tầm 30 mấy kg à. Thì một người khinh lên khinh xuống bình thường ha, chứ những cái mâm khác là 40-50 kg là khinh hơi nặng. Đây, mâm thì chia chậm ha, quay là nhẹ nhàng nha. Và nó sẽ không có cái chế độ chia nhanh. Đó. Cái mâm này là do là nó không có cái chế độ chia nhanh nha. Mâm của hãng New, nước sơn là còn đẹp nha. Nước sơn còn đẹp, xương bột nó chưa chóc ha, cũng còn đẹp, khá đẹp. Thì đây nó sẽ có cái chỗ mà để mình xác định vị trí chia ở đây ha. Đó, thì cái vạch đây nè, cái vạch này nó sẽ không có cái nấm xiết như bình thường, mà nó sẽ hơi nặng tay nên là mình muốn chỉnh thì mình sẽ vặn nó ha, vặn cái này nè. Đó, đẩy vô vặn, mình muốn nặng thì mình rút ngược lại ha, là sẽ nặng. Đó, vạch thì nó cũng còn sáng ha, 5 phút ha. Đó, mâm của hãng New nha, New. Thì cái mâm này nó chỉ chia theo một hướng thôi, tại vì nó có cái độ rơ này, mọi người thấy không? Đó, cái độ rơ khi mà trong cái khoảng rơ này thì nó sẽ không có bắt mâm. Nó trong này nó sử dụng một con cái trục vít. Đó, còn cái con ốc này là để mình canh chỉnh cái trục vít nó sát với lại cái mâm chia hay là nó hở. Đó, mình càng chỉnh sát thì nó càng nặng ha. Còn mình chỉnh hở quá, chỉnh sát quá thì nó nặng, mà chỉnh hở quá nó sẽ không bắt nhông. Đó, thì con này là để mình chỉnh nặng hoặc nhẹ. Mình chỉnh nhẹ quá là nó tụt nhông luôn nha. Đó, rồi giờ em đang chỉnh là ok rồi nè. Con này thì bên trong nó cũng khá đẹp. Đó, em mở ra để em vô mở bò lại từ đầu. Đó, nên là xem bên trong rồi, mở bò. Đó, ok hết nha. Con này thì nhẹ nhàng. Vạch chia nè, vạch chia ở đây nha. Vạch chia này thì nó khắc chìm rồi, nên là số nó không có như là những cái đời mới là nó khắc xong nó sơn. Đó, mà khắc chìm to như vậy nè, mình nhìn thì nó sẽ có những cái điểm mà nó bị nước nó vào, nó bị oxy hóa đây nè. Đó, nhưng vẫn nhìn rõ ha. Có cái điểm này cũng bị oxy hóa nè. Đó, thì đó, rồi mình muốn khóa lại thì xiết hai cái này vô ha, nó sẽ khóa mâm, nó khóa mâm mình sẽ không quay xoay được nữa ha.
Đó, 3 mâm không xây được nữa. Lưu ý là cái mâm này là chỉ có chia theo một hướng thôi. Ví dụ như mình muốn chia từ 0 đến 90 độ thì mình chỉ quay một hướng thôi. Đó, ví dụ như mình lấy từ 0 này. Lấy từ 0 xong bắt đầu mình chỉnh này về 0. Rồi mình chỉ có chia một hướng tới thôi ha. Tại vì nó có độ rơ á, mình chia ngược lại nó sẽ không đúng nữa. Đó là chỉ chia theo một hướng tới thôi. Đó. Và nó sẽ không có cái chế độ mà gặt qua để mình lắc mâm nhanh nha. Không có cái chế độ lật qua để chia nhanh. À, chỉ chia chậm thôi. Thì cái con này đời nó cũng khá là sâu rồi á. Chắc nó phải hơn tuổi em nhiều luôn á. Cái con này phải 5, 60, 70 tuổi rồi á. Nhưng mà nó còn đẹp như vậy đây. Mâm niêu nha. Mâm niêu của Nhật thì cái dòng mâm này là mâm mỏng. Nên là nó nhẹ. Cái mâm chia mà loại này là loại nhẹ nha. Còn bình thường cái mâm 2 tấc nó phải rơi vào tầm 40 mấy 50 kg thì mọi người khiêng cả mâm nữa 5-60 kg thì khiêng lên máy và khiêng xuống là thấy mệt rồi. Cái mâm này đường kính đó là 2 tấc nha. Đường kính 2 tấc thì mọi người gắn cái mâm tấc chính. Đó. Gắn mâm tấc chính là đẹp. À, em cái này là em chỉ tìm được có hai con tê vừa với nó nên em bỏ vô đây nè. Đó, nó có 2 con. Thì mọi người về tìm thêm 2 con nữa hoặc là gia công nha. Thì đây nó có 2 con sẵn nè. Cái này là em bỏ vô cho nó đều thôi nhưng mà không có thêm. Nếu mà có 4 con là bỏ vô 4 con cho mọi người luôn rồi. Mà chỉ có 2 con thôi. 2 con chữ T nè. Đó. Để mọi người muốn garage mâm 2 tấc mà loại 4 chấu á. Đó. Thì lắp ở đây. Rồi. Mâm kia. Cái này 3 triệu nha. 3 triệu, cái mâm 4 chấu mà lắp lên đây là đẹp luôn nha. Đó, còn nếu không thì lắp mâm 3 chấu tắt chính. Lắp mâm 4 chấu thì sẽ đẹp hơn. Bữa có cái mâm 4 chấu tắt 2 tắc nhưng mà anh khách chưa chốt rồi. Chưa lấy nhưng mà anh chốt rồi. Nhưng mà không có cái mâm nào gắn lên đây. Nếu có cái mâm nào sẵn đây gắn lên cho mọi người luôn ha. Rồi đây là mã số 11 là 1 triệu 2 nha. Rồi mã số 11 là một cái mâm cặp này là của hãng Sun nha. Mâm Sun ha. Thì nó có cái mặt bích. Mâm là mâm 1 tấc 1 nha, chấu bộ. 1 tấc 1 chấu bộ mâm nhỏ. Cái này cái chấu ha. Nói chung là mâm này em cũng vô mỡ bò rồi đầy đủ hết rồi. Đó, mua vô bò là quay róc luôn nha. Em mà vô bò là full luôn á. À, full những cái chân răng là khi mình quay mình cảm giác cái mỡ bò nó kêu róc luôn á. Mỡ bò nhiều. Rồi bên dưới nó sẽ có một cái mặt bít. Mặt bít này thì do cái mâm này là tháo trên máy xuống. Đó thì có mặt bít nè. Thì cái mặt bít trên này nó cũng có chia 24 quả luôn á. Đó. Nhưng mà nó không có chính, nó không có cái vạch chính xác. Nó chỉ có cái số thôi chứ nó không có từng cái vạch để mình xác định ha. Đó, nó chỉ có chia cái theo số này thôi. Đó, thì cái đây là có cái sẵn mặt bích luôn. Về mọi người với việc chế theo cái máy của mình thôi. Đó. Và không có tay quay nha. Đợt này về là mâm không có tay quay, chỉ có mâm thôi. Chứ có tay quay bỏ vô cho mọi người dùng về dùng thôi mà không có tay quay. Đó. À, mâm thì nó có độ rơ nha. Mâm này có độ rơ. Có một chỗ này rơ, hai chỗ này thì cảm giác nó cứng. Đó. Cái mâm này 1 triệu 2 nha. Mâm 1 tắc 1 à, 1 triệu 2 ha. Mâm nhỏ. Rồi đến mã số cuối cùng là một cái máy tiện ha. Cái máy tiện này em đang cần cũng bán lỗ luôn nha. Chứ giá em mua là hơn cái giá này nha. Giá mua là hơn giá này luôn. Giá là 9 triệu. Thì cái máy tiện này nó cũng đầy đủ, nó chỉ thiếu cái cặp te ở đây. Nó sẽ có một cái hộp cặp te để mình đậy lại như vậy nè. Cho đỡ nguy hiểm cái nhông này ha. Chứ
khi mà mình đắp lên lỡ kẹt tay đây là nó cắn tay luôn ha. Đó thì nó mất cái nắp che ở đây. Cái con này thì nó tùy vào cái option ha. Có máy thì nó sẽ có sẵn cái bộ phận ở đây là cái bộ phận tự động bàn giao ha, tự động cái dao nó chạy qua chạy lại nè, trái phải ha. Đó còn máy này thì không có, máy này thì nó không có cái bộ phận đó luôn ha. Đó này là cái option nó không có chứ không phải là người ta tháo đâu nha. Đó thì còn con máy này nó sẽ có cái bộ phận tự động ở đây dưới đây nè, nhưng mà cái máy này không có ha, vậy là không có. Nước sơn thì cũng còn tương đối ha, sơn tương đối. Cái máy thì nó bị cắn chút xíu chỗ đây, cắn chút xíu chỗ này nè, chắc là do cái gì nó cắn vô ha. Rồi sử dụng điện là điện 100V, điện 100V mọi người lưu ý nha. Mình sẽ cắm điện thử. Điện 100 hoặc 110V, cái nào cũng được ha. Thì mọi người phải lưu ý cái đó, tại vì máy Nhật mà mọi người cắm sai điện cái là nó tập luôn nha, cháy luôn nha. Đó. Đã vô điện nha. Lấy con này xuống để nguy hiểm. Rồi, máy thì nó cũng nhẹ êm à. Đó. Cái ru nè. Đó. Phải nè. Em ngược lại nè. Đó. Đó, còn cái dưới này thì nó không có gì hết. Đây nó không có bộ phận kia ha. Cái này nó để là Made in Korea nha. Rồi, rút điện ra. Máy thì êm ru luôn á. Rồi về cái tốc độ thì mình có thể chỉnh được nhiều tốc độ ở đây. Mình muốn cho tốc độ thì mình thay cái dây Cura này. Đó, mình thay dây Cura qua lại giống như cái máy khoan vậy thôi. Đó, thì nó sẽ tốc độ nó sẽ thay đổi ha. Dây này càng qua đây là càng ăn dữ nè. Qua nhanh nè. Rồi tại vì cái này nó trên cái cạc te nó có dán cái bảng tốc độ nhưng mà nó mất cái cạc te rồi nên em không có đọc được cái tốc độ cho mọi người ha. Rồi cái bàn dao, cái này em đang gắn thử con dao thôi ha. Con dao này con dao 12 ly nè, gắn thử thôi cho mình xem thôi ha. Bàn dao thì cái một vạch đây là 0.25 nha, máy mini rồi, nó không có chính xác như là mấy cái máy lớn đâu. Bàn dao xoay dao. Rồi, đập đầu đất. Rồi bên đây á, này, vạch là 0.25. Rồi cái này là cái ủ động ha. Thì ủ động nó có nhưng mà em không có cái tu nào số 1 với lại không có đầu kẹp băng ranh nên là chỉ bán máy gì thôi ha. Còn mọi người về phải tìm thêm linh kiện nha. Băng thì nó cũng còn đẹp. Nè, tháo động ra, di chuyển tới lui ha. Động di chuyển tới lui. Siết lại. Thì con này chỉ cần dùng lộ một cái lục giác này là sẽ chỉnh mở được tất cả những cái con ốc trên đây. Đó, một cái lục giác này thôi. Còn những cái ốc nhỏ này thì dùng lục giác khác. Mà chủ yếu mình chỉnh mấy cái lục giác này nè. Chỉ cần một lục giác này chắc dùng lục giác 5 quá. 56 vậy đó. Rồi máy tiện này em bán là 9 triệu nha. Mọi người ai mua thì liên hệ. Còn máy tiện này á, thì mình muốn đẹp mà để chơi rồi chân chơi hoặc là mình dùng á, thì mình sẽ làm một cái tấm ván loại dày á. Rồi gắn nó xuống ha. Thì bên dưới nó sẽ có cái chỗ để bắt vô cái tấm ván á. Đây nè. Bắt vô một cái mặt ván. Thì nhiều lắm, nhiều máy mà thấy người ta gắn lên tấm ván rất đẹp ha. Để chân. Máy tiện mini. Con này nó chỉ có mấy ký thôi à. Con này nó chắc chưa tới chục ký ạ. Tầm 7-8 ký thôi. Đó, nhỏ gọn. Tổng chiều dài của nó chắc tầm 60-50 thôi à. Đó. Nhỏ gọn nha. Con này em bán 9 triệu nha. Rồi, mọi người ai cần cái món nào thì liên hệ giúp em nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.